Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 8. Lắp mạch điện hai công tắc hai cực, điều khiển hai đèn. Bài này môn công nghệ lớp 9. Bài này chúng ta 3 tiết. Tiết này chúng ta học lý thuyết, tiết 21, tiết 22, 23. Các em sẽ tự thực hành ở nhà. Rồi, chúng ta bắt đầu vào bài. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu về dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Rồi, chúng ta nghiên cứu về dụng cụ. Dụng cụ chúng ta gồm có 8 món. 8 dụng cụ. Rồi, tên cụ thể. 1. Kiềm điện. 2. Kiềm thước dây. 3. Dao nhỏ. 4. Phan điện. Chúng ta có thể sử dụng phan tay. 5. Bút tự điện. 6. Tu vít. 7. Thước kẻ. 8. Bút chì. Tiếp theo, chúng ta nghiên cứu về vật liệu và thiết bị. Vật liệu thứ bảy chúng ta còn có bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đuôi đèn, dây dẫn điện, phụ kiện đi dây, băng dính kích điện, còn gọi là băng keo, rễ ráp chúng ta còn gọi là nhí nhám. Rồi, các em xem những hình ảnh cụ thể rõ ràng, thực tế. Rồi, có đầy đủ ha. Từ trái sang phải chúng ta gồm có công tắc này, rễ ráp, bóng đèn, cầu chì, đuôi ghim, đuôi đèn, dây, cầu chì, bảng điện. Rồi chúng ta sang phần hai la mã, nội dung và trình tự thực hành. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu về vẽ sơ đồ lắp đặt. Muốn vẽ sơ đồ lắp đặt chúng ta phải có sơ đồ nguyên lý. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ nguyên lý. Sơ đồ nguyên lý này trong sách giáo khoa chúng ta có sẵn. Các em xem sơ đồ. Về sơ đồ nguyên lý này chúng ta phải phân tích nó. Và phân tích bằng cách nào? Chúng ta phải trả lời 3 câu hỏi. Và 3 câu hỏi này các em phải tự trả lời, tự ghi vào tập để học. Câu hỏi nhất. Hai bóng đèn mắc với nhau như thế nào? Câu 2. Cầu chì công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hòa? Câu 3. Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ và phương án đi dây. Nhắc lại, chúng ta muốn hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện này, chúng ta phải trả lời được 3 câu hỏi này. Và 3 câu hỏi này các em phải ghi vào vở để trả lời. Rồi chúng ta sang nghiên cứu về sơ đồ lắp đặt và chúng ta phải vẽ. Muốn vẽ được sơ đồ lắp đặt, chúng ta phải dựa vào sơ đồ nguyên lý và chúng ta phải có 4 bước. Các em xem 4 bước. Bước thứ nhất, vẽ đường dây nguồn. Bước 2, xác định để vị trí bảng điện, bóng đèn. Bước 3, xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện. Bước 4, vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý. Về 4 bước này chúng ta lý thuyết chúng ta không cần quan trọng một lòng. Chúng ta chú ý làm sao chúng ta có thể vẽ được sơ đồ nguyên lý. Từ sơ đồ nguyên lý chúng ta có thể vẽ được cái sơ đồ lắp đặt. Đây là sơ đồ lắp đặt mà thầy đã vẽ. Các em chú ý sơ đồ này không cần phải rập khuôn, các em có thể chọn vẽ cách nào đó đơn giản, gọn, đẹp là được. Không cần phải rập khuôn như trên hình. Rồi, dĩ nhiên sơ đồ này chúng ta phải tự vẽ. Các em phải tập dần, tập vẽ sơ đồ nguyên lý, tập vẽ sơ đồ lắp đặt. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về lập dự trù và phép tập. Lập bảng dự trù này thì nãy chúng ta có cái dụng cụ vật liệu thiết bị chúng ta có sẵn rồi. Còn lập bảng dự trù này chúng ta liên hệ thực tế chúng ta. Về nhà các em coi phòng học, phòng ngủ hoặc phòng khách. Chúng ta sẽ lập bảng dự trù này ra. Hoặc là chúng ta liên hệ trong phòng học chúng ta cũng được. Cái này các em về nhà tự làm ha. Rồi các em xem những hình ảnh cụ thể về cái lắp mạch điện. Đây là những hình ảnh đã làm sẵn. Các em về nhà sẽ có những thiết bị dụng cụ này các em phải tự làm. Đây là chúng ta sẽ có nhìn bên phải, nhìn bên trái chúng ta có cái miếng giấy nháp chúng ta gọi là vẽ nháp. Ở đây là
cái mạch điện đã hoàn thiện. Chúng ta đã xem qua điều khiển. Rồi bài này là hết. Chúc các em chúng ta thành công.